Thưa quý vị, thưa các bạn, theo âm lịch thì ngày mùng 9 tháng 9 hàng năm là Tết Trùng Cửu hay còn gọi là Tết Trùng Dương, Tết người cao tuổi, Tết người già. Và ngày lễ này là ngày lễ truyền thống tại một số các quốc gia ở khu vực Á Đông như là Trung Quốc, Đài Loan hay là Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc và có cả Việt Nam của chúng ta nữa. Trong ngày Tết Trùng Cửu thì chúng ta đề cao về việc hiếu kính với người lớn, thể hiện mong muốn cha mẹ, những người lớn tuổi trong gia đình được mạnh khỏe sống lâu. Bởi vậy, vào ngày này con cháu thường nên là nấu ăn nè, dành thời gian bên cạnh ông bà cha mẹ để có thể là quây quần sum họp và tỏ lòng biết ơn. Và năm 2024 này thì ngày Tết Trùng Cửu rơi vào ngày thứ 6, ngày 11 tháng 10 thưa quý vị và các bạn, tức là ngày mai đó ạ. Và để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta hiểu rõ hơn về cái nét văn hóa ý nghĩa trong ngày Tết Trùng Cửu, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia Phong Thủy Song Hà, một vị khách mời vô cùng quen thuộc với chương trình. Xin được chào chuyên gia Phong Thủy Song Hà. Vâng, xin được chào MC ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi mà chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia tại trường quay của chương trình Nói Về Cuộc Sống ngày hôm nay, thì chúng tôi mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây để cùng tìm hiểu về Tết Trùng Cửu là như thế nào. Cũng như nhiều ngày lễ Tết khác ở Việt Nam, ngày Tết Trùng Cửu được bắt nguồn từ Trung Quốc rồi theo thời gian dần du nhập vào nước ta. Tết Trùng Cửu là ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch hàng năm. Con số 9 là cửu và được coi là số dương, và do lặp lại hai lần số 9 nên gọi là trùng cửu, trùng dương. Ngoài ra, vì Tết Trùng Cửu là tiết khí cao nhất, đẹp nhất trong mùa của một năm, nên còn có ngụ ý sinh mệnh dài lâu, khỏe mạnh và là ngày Tết tượng trưng cho sự trường thọ. Xưa ở Việt Nam, các nho sĩ sẽ tổ chức leo núi, uống rượu, cùng nhau tận hưởng không khí của mùa thu, cùng nhau ngâm thơ, chia sẻ kiến thức thi ca. Ngày nay, Tết Trùng Cửu không được phổ biến như trước, bởi người dân chủ yếu sống ở vùng đồng bằng, ít đồi núi, nên chỉ còn giữ lại ý nghĩa kính lão và hiếu thuận. Cho nên vào ngày này hàng năm, dù có bận rộn, vất vả, mọi người cũng sẽ dành nhiều thời gian ở bên cha mẹ của mình, cùng ăn bữa cơm, gia đình ấm cúng. Vâng, quả thật là trong cái phong tục văn hóa thì chúng ta nếu như hiểu rõ về ý nghĩa của những ngày Tết, của những ngày lễ thì chúng ta sẽ có cái cách ứng xử nó được tốt hơn. Thưa chuyên gia Phong Thủy Song Hà, khi mà chúng ta nhắc đến Tết Trùng Cửu từ trước đến giờ thì bản thân Việt Cường nha, sống ở miền Nam thì chúng tôi vẫn còn khá là lạ lẫm với cái ngày Tết này. Không biết là chuyên gia có thể là chia sẻ với quý khán giả được biết là Tết Trùng Cửu nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam hiện nay hay không ạ? Chúng ta cần phải hiểu là do chúng ta có một cái giai đoạn gián đoạn là chúng ta bị thực dân Pháp đô hộ 100 năm. Và trong giai đoạn đó là họ truyền bá các cái kiến thức phương Tây, họ bắt chúng ta phải học sử của người Pháp và phải học các vị vua của nước Pháp. Tức là chúng ta bị gián đoạn hết cái phần văn hóa của chúng ta trong giai đoạn 100 năm đấy. Họ đốt các cái tài liệu, các cái tư liệu và họ yêu cầu chúng ta phải học những cái kiến thức của phương Tây du nhập vào. Chính vì thế cho nên là cái câu chuyện chúng ta có bị gián đoạn văn hóa, nên là khá là nhiều các nghi lễ thủ tục tâm linh đến nay là chúng ta phải ở một cái mức độ vai trò là phục hồi, bảo tồn lại các cái truyền thống văn hóa. Và cái Tết Trùng Cửu này đã được du nhập vào Việt Nam từ đời nhà Trần cơ, từ năm 1228 cơ. Mà chúng ta biết nhà Trần là kéo dài từ năm 1228 đến tận 1400. Đấy, với cái chiến tích là 3 lần chống quân Nguyên Mông xâm lược đấy, nổi tiếng thế giới. Thế thì từ đời nhà Trần đã rất là phổ thông và thịnh hành cái tục Tết Trùng Cửu Trùng Dương này, với cái ý nghĩa rất là văn hóa rất là nhân đạo và mang tính chất giáo dục về lòng biết ơn nguồn cội tổ tiên, lòng biết ơn đến cha mẹ sinh thành, ông bà cha mẹ công ơn dưỡng dục. Tức là nó như là một cái kiểu báo hiếu khá giống như là Tết Vu Lan, tuy nhiên nó có điểm khác là nó chú trọng vào việc bảo vệ sức khỏe cho ông bà cha mẹ những người đã có tuổi. Tức là nó lại mang tính chất chú trọng như thế. Cái nguyên nhân tại sao mà cái Tết này nó lại phổ thông không chỉ ở Việt Nam, ở nhiều các nước, mà nó du nhập thì là du nhập từ Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu gốc cội là du nhập từ Trung Quốc, vì chúng ta trong quá trình hình thành và phát triển thì chúng ta có 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhưng chúng ta cũng có gần 1.000 năm chúng ta bị đô hộ, Bắc thuộc. Thế thì nó mới ảnh hưởng. Thế nhưng mà bao giờ cũng thế, trong quá trình đó chúng ta hòa nhập nhưng không hòa tan. Chúng ta sẽ chắt chiu được những cái phong tục tập quán tốt đẹp liên quan đến những cái vấn đề về đạo đức tốt đẹp. Đấy, nhằm giáo dục con người, hình thành nhân cách đạo đức.
Thế chính vì thế cho nên là cái Tết trùng cửu và Tết trùng dương ấy, thì đối với Việt Nam sẽ không phải là một cái Tết lớn như kiểu là phải cúng các cái mâm lễ lớn như là rằm tháng 7, Tết Vu Lan hay là Tết Trung Thu, mà nó mang tính chất là một cái mâm lễ cúng mà một cách gọi là thành kính sâu sắc hướng tới gia tiên tiền tổ. Và là cái thời gian để mọi người quây quần, gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới ông bà cha mẹ nếu mà không có điều kiện ở gần nhau. Tức là nó mang tính chất là báo hiếu là chính và lo lắng đến sức khỏe. Tại vì sao? Vì là chúng ta có một cái lịch sử là văn minh, nền văn minh lúa nước, nền nông nghiệp của chúng ta rất phát triển ở châu Á. Vì thế cho nên là cái câu chuyện về tiết khí nó ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Và cái Tết trùng cửu thì nó liên quan đến một câu chuyện là người ta phát hiện cái thời điểm để mà con người ta chăm lo đến sức khỏe, chuẩn bị cho mùa đông, nó chính là một trong hai tiết khí thôi. Nó sẽ giao thoa trong một là tiết khí hàn lộ, hai là tiết khí xương giáng, là hai tiết khí cuối cùng của mùa thu khi chuyển sang mùa đông. Do đó là cái Tết này nó như một cái điểm nhấn để nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe cho người già, cho trẻ em, cho bậc cha mẹ, để mà lo lắng cái sức khỏe để chuẩn bị đón cái mùa đông, mong mang những người cao tuổi kéo dài thêm tuổi thọ. Hiện nay thì chúng ta thấy có một cái thực tế là trong mỗi một cái ngày Tết á, thì chúng ta đều rất là chú trọng đến cái việc là chúng ta sẽ thực hiện những cái phong tục, những cái nghi lễ cúng cho nó phù hợp với cái văn hóa. Và chắc chắn là đối với ngày Tết trùng cũ nó cũng sẽ không đứng ngoài những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái việc là thực hiện những cái nghi lễ đó, đúng không thưa chuyên gia? Cái nghi lễ của Tết trùng cửu nó cũng hơi giống với cả Tết cơm mới ngày mùng 10 tháng 10, còn gọi là Tết trùng thập. Nó hơi giống một chút là sẽ không cúng đồ mặn đâu, mà sẽ là cúng các cái đồ chay như hoa quả, các loại bánh làm từ các loại bột gạo, bột nếp và các loại bánh đặc trưng của các vùng miền tùy vào là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Và với miền Bắc thì một số các loại bánh sẽ thường hay sử dụng như là bánh dày, bánh dày, rồi thì bánh dày này là nhân đậu xanh hoặc là nhân đỗ đen, rồi bánh tẻ, nhưng cũng là nhân cả bánh dày, bánh nếp chứ không phải bánh tẻ, bánh nếp cũng là nhân đỗ xanh, rồi bánh giò. Đấy, một số các loại bánh như thế. Rồi vào mùa thu thì đặc trưng là các thứ chế phẩm từ hoa cúc, từ mật ong, thì sẽ có cả chai mật ong, rồi thì có cả rượu hoa cúc hoặc là trà hoa cúc. Đấy thì là những thứ đặc sản của mùa thu. Đấy, đối với trong miền Trung thì lại rất là phổ thông một số các loại bánh cũng là nhân đỗ xanh. Nhân đỗ xanh hoặc là nhân đậu đỏ. Trong miền Nam thì còn phổ thông các loại bánh nhân đậu đỏ nhiều hơn. Đấy thì tất cả đều là các đồ chay thôi, chứ không có đồ mặn ở đây. Vâng, vậy thì trong việc là thực hiện cái nghi lễ cúng này thì chúng ta có cần phải có lưu ý gì thì không thưa chuyên gia? Ví dụ là về cái ngày giờ, gọi là cái thời điểm nào trong ngày sẽ là cúng là nó thích hợp nhất? Rồi khi mà mình cúng mình có vái lại với những cái văn cúng hay như thế nào hay không? Đúng rồi, cái văn khấn cúng của cái Tết trùng cửu và Tết trùng thập tương đối giống nhau và cũng hơi giống với cả Tết lập xuân. Cái này nó do cái vấn đề về chúng ta có cái ý thức về nền văn minh lúa nước của chúng ta là có cái nguyên lý về sử dụng vấn đề về 24 tiết khí. Ngày xưa trong các sách cổ của chúng ta ghi là nhị thập tứ tiết đấy. Thì vì rất là lưu ý điều đó thì chúng ta rất coi trọng một vị thần được gọi là vị thần nông, được gọi là vị thần xuất phát từ cộng đồng người Việt. Đấy, còn gọi là ngày Dược Vương. Thì trong các cái văn khấn cúng của cái Tết trùng cửu kiểu gì cũng phải nhắc đến vị thần nông này. Và nhắc đến các vị thần linh của nhị thập của 24 tiết khí trong năm. Và ngoài ra là phải nhắc đến cả vị quan đương nhiên hành khiển của năm. Đấy là về khấn cúng. Rồi sau đó thì mới khấn cúng đến cửu huyền thất tổ, rồi cộng đồng gia tiên tiền tổ của dòng họ. Nhưng cũng phải lưu ý là phải đọc tách bạch rõ ràng về họ nội và họ ngoại. Không được đọc gộp chung là hai bên nội ngoại. Cái đó là không nên trong việc thờ cúng. Tiếp theo nữa là tất cả cái việc thờ cúng của Tết trùng cửu yêu cầu phải trước 19 giờ, chứ không được muộn quá. Nên cố gắng là nếu chúng ta bận bịu thì sáng chịu khó dậy sớm. Ví dụ như ngày mai chúng ta có thể cúng được vào các cái khung giờ như là giờ từ 5 đến 7 giờ, từ 7 đến 9 giờ, từ 9-11 giờ, hoặc là từ 15 giờ đến 17 giờ.
hoặc nếu ai sớm hơn lúc buổi đầu giờ chiều từ 13 giờ 15 giờ cũng được. Cố gắng đừng đừng cúng vào giờ ngọ là một, và cũng đừng bao giờ chúng ta cúng vào cái giờ muộn quá sau 19 giờ. Vâng. Có thờ có thiên có kiêng có lành mà, đúng không ạ? Nên chăng là chúng ta cũng nên thực hiện theo, cũng như là có những cái sự lưu ý nhất định để tạo được một cái phong tục, cũng như là làm sống lại được những cái nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Vậy thì bên cạnh việc là chúng ta thực hiện những cái nghi lễ cúng kiến nè, rồi chú ý về những cái khung giờ nhất định, thì trong dịp Tết Trung Cửu năm nay thì chúng ta nên có những cái hành động thiết thực nào theo chuyên gia để có thể là giúp cho ông bà cha mẹ của chúng ta có thêm được về mặt sức khỏe nữa, nhất là trong cái thời điểm như là chúng ta nói là cái Tết Trung Cửu này nó diễn ra vào cái thời điểm chuẩn bị chúng ta chuyển sang mùa đông, và mùa đông thì chắc có lẽ là cái mùa mà tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của những người lớn tuổi đó. Vâng. Đầu tiên là thông thường vào các cái sách cổ ngày xưa người ta đã hướng dẫn rất kỹ trong cái giai đoạn là chuyển từ thu sang đông đấy. Yeah. Thì là bao giờ là cũng hướng tới mọi người trong nhà là nên là đi ngủ sớm, ngủ trước, ngày xưa trong sách thì lưu ý đi ngủ kiểu gì cũng phải đi ngủ trước 21 giờ cơ, trước 9 giờ tối cơ. Nhưng bây giờ thời hiện đại thì là chỉ dám khuyến cáo là đi ngủ trước 22 giờ và cố gắng dậy sớm. Trước 5 giờ là theo thời cổ, còn bây giờ thì cũng chỉ dám nhắc nhở là cố gắng dậy sớm được trước 6 giờ. Đấy, tại vì sao? Vì ngủ sớm dậy sớm thì sẽ giúp cho chúng ta hấp thụ được nhiều cái năng lượng ánh sáng mặt trời để mà phòng chống lại cái âm ở bên ngoài không khí. Nếu bây giờ chúng ta ngủ muộn thì là mất đi cái thời gian chúng ta tiếp thu cái ánh sáng quý báu của buổi sáng. Trong khoảng sáng tốt lành, thế còn tối mà chúng ta lại thức khuya là chúng ta hấp thụ nhiều cái năng lượng âm, và buổi tối thì làm cho cơ thể của chúng ta là tăng âm, mà thiếu dương thì người sẽ sinh ra mệt mỏi. Thế ngoài ra thì là trong cái giai đoạn này thì bao giờ cũng cố gắng là đầu tư vào việc thứ nhất là tăng cường các chất đề kháng, các thức ăn có giàu vitamin để chuẩn bị thiết lập tạo ra một cái hệ thống kháng khuẩn giúp cho chuẩn bị cho mùa đông. Tiếp theo nữa là về vấn đề là cái tiết thu đông ở ngoài miền Bắc ấy, và miền Bắc Trung Bộ là hay có các cái bệnh liên quan đến phế phổi, ho, rồi những người mà có cơ địa đã liên quan đến vấn đề về các đường hô hấp, mà chúng ta cũng biết là cái hậu Covid nó cũng vẫn còn khá là phức tạp, thì là phải tập các bài tập cường phổi, hít thở, rồi súc miệng bằng nước muối để phòng chống các vi khuẩn, rồi thường xuyên uống nước ấm, và sáng ra thì uống một cốc nước ấm pha mật ong. Đối với những người mà có vấn đề về huyết áp cao thì không cần cho mật ong. Thế còn ngoài ra thì rất quan trọng nữa đó là cái việc mà mọi người sẽ ăn các thức ăn mà giàu protein nhưng mà lại giảm thiểu cái lượng chất béo phức tạp. Đấy, thì ví dụ như là các cái thực phẩm từ cá, rồi các thực phẩm từ các loại như là thịt vịt thịt dê đấy. Đấy, thì nó cũng giúp ích cho rất nhiều. Về đồ ăn thì theo mùa thì thực ra mùa này thì là các quả lê là rất là tốt giúp bổ phổi, nhưng mà hiện giờ cái vấn đề về bảo quản lê nó khá phức tạp nên là mọi người bảo nhau là nên ăn quả mắc cọp, là cái loại quả mà nó cũng là giống như quả lê nhưng mà nó ít khi bị ướp thuốc. Yeah. Nó là loại dạng lê Việt Nam. Yeah, đấy. Vâng. Ngoài ra thì có một số các loại đồ mà nếu mà chúng ta có sự tích trữ từ mùa hạ như là các hạt sen ấy, thì dùng vào trong cái giai đoạn này cũng rất tốt, vì rất nhiều người họ có sự tích trữ, hoặc là hạt sen cũng còn hạt sen khô đấy. Yeah. Cũng bán khá nhiều, có thể sử dụng được các thực phẩm từ hạt sen. Rồi chúng ta ăn các đồ ăn mà cố gắng là tăng cường vào vấn đề bổ phế bổ phổi, thay bằng chúng ta việc ăn những cái thứ kẹo này kẹo kia thì có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng rất phổ thông đối với người Việt chúng ta, như là các viên ngậm bổ phế, các viên ngậm bảo thanh. Yeah. Để giữ cho cái họng của chúng ta nó luôn luôn được ấm họng và nó được bảo vệ về hệ thống đường hô hấp. Yeah. Nói chung là đối với cái câu chuyện về các kiến thức về tiết khí cũng như các kiến thức về văn hóa tâm linh ý, thì hiện nay là bản thân Song Hà cùng với cả Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Phát triển Văn hóa
phương Đông cũng đang rất là cố gắng để phục dựng lại tất cả các cái nền văn hóa cũ của chúng ta đã có lịch sử từ hàng nghìn năm. Thứ nhất là khi chúng ta có đầy đủ các cái kiến thức về tiết khí, điều đầu tiên nó mà được đưa vào trong cái hệ thống giảng dạy phổ thông ấy thì sẽ giúp cho sức khỏe của mọi người tốt hơn. Chúng ta ăn uống theo 24 tiết khí, chúng ta có cái sinh hoạt, hoạt động mọi thứ cũng theo 24 tiết khí thì giúp cho chúng ta tăng cường tuổi thọ, tinh thần cũng như là sức khỏe nó sẽ luôn luôn ở tràn đầy những năng lượng tích cực và chúng ta sẽ giúp cho con người của chúng ta phát triển nó hoàn thiện hơn, nhất là cái giới trẻ bây giờ. Hiện nay thì có cái vấn đề là chúng ta cần phục dựng lại, thứ nhất là về vấn đề lịch sử, là có phải chú trọng về vấn đề giáo dục lịch sử. Việc thứ hai là chúng ta giáo dục về vấn đề kiến thức Nam học, Đông y. Đó là những cái bài thuốc rất quý của Việt Nam chúng ta. Đấy, tiếp theo nữa là cái tinh thần võ học, tức là thay vì việc chúng ta không cần phải cho các con em tập tành những thứ phức tạp mà chỉ cần cho các con học võ chẳng hạn thì giúp tăng cường sức khỏe, các con rời xa những thứ như điện tử vân vân. Thì những cái đó nó là những cái mà quan trọng hiện là nay chúng ta có sự cân bằng đúng không, điều chỉnh trong đúng cuộc sống ạ, để có thể là giúp cho chúng ta có thể là vừa giữ được những cái nét văn hóa truyền thống đúng, và cũng phát huy được cái sự phát triển theo dòng chảy của xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của chuyên gia Song Hà đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và chương trình nói về cuộc sống ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều những nội dung đáng quan tâm khác, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.